sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hẳn có và đời đời chẳng cùng. Trong lúc chúng tôi cầu nguyện ngày hôm nay thì có vòng cầu ngũ sắc hiện ra, đồng bào coi trên máy, vòng cầu ngũ sắc mới hiện ra. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu đã tỏ hiện ra, cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Vì thế có những điềm lạ cảnh báo cho nhân loại được biết. Đồng bào mau mắn vào trang website của chúng ta để xem xét, học hỏi và đồng thời thực thi theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giê-xu gấp, vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và chỉ có Cha Trời Giê-xu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Đồng bào nhớ những gì tôi cảnh báo ngày hôm nay vô cùng quan trọng. Và đây, vòng cầu ngũ sắc càng ngày càng lúc càng hiện rõ ra. Đó là vòng giao ước của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con qua khỏi sự dữ. Amen. Chúng con cầu nguyện trong ơn và danh nghĩa của Cha Trời Giê-xu. Xin nhận lời chúng con cầu xin. Amen. Và đây, vòng cầu ngũ sắc hiện ra rõ ràng hơn. Hình ảnh này đã hiện ra trên máy trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện vào ngày 29 tháng 8 năm 2009. Và liên tục sau đó, nhiều phép lạ Cha Trời Giê-xu đã cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Đồng bào mau mắn vào trang website của chúng ta học hỏi gấp www.faithgodjesusguide.com.